Xin chào quý vị và các bạn, xin chào anh em. Mình Order Đông giới thiệu đến anh em đó là những sợi dây AV3.5 hay còn gọi là dây cắm điện thoại của Mỹ, của hãng Radio Shack. Dây này cửa hàng bán giá 200.000 một dây, giá tại cửa hàng. Nếu anh em ở Hà Nội tiền ship qua dịch vụ Viettel là 17.000. Còn các bác ở tỉnh xa tiền ship ở thành phố tầm 30, còn ở huyện xã tầm 35.000 đó nhá. Cửa hàng không bao ship anh em nhá, và cũng không cộng tiền ship vào tiền hàng, bởi vì để cho nó rõ ràng. Thì những cái dây này nó rất xịn ở chỗ là anh em có thể nhìn thấy đây. Nó xịn thì là độ truyền tải âm thanh của nó sẽ rất tốt so với những cái dây kém chất lượng trên thị trường của Choicy Trung Quốc. Đây là một cái dây khá của Choicy anh em nhé. Và còn có những cái dây tầm 10-15 nghìn thôi thì chất lượng nó còn kém hơn thế này rất nhiều. Đây là một cái dây của Tàu. Anh em có thể nhìn thấy cái đầu cắm này nó rất mỏng manh, thì là nó sẽ bị mô ve, sôi ủ, truyền tải âm thanh không tốt. Các bác bị mất vế tín hiệu, một phần nguyên nhân chính là do những cái dây này, bởi vì cái đầu cắm nó tiếp xúc kém, cái truyền tải âm thanh nó không tốt nên nó không trong trẻo. Thì anh em đầu tư giá tiền chỉ gấp đôi thôi. Cửa hàng bán dây này 200.000 giá tại cửa hàng, nhưng hiệu quả âm thanh thì cực kỳ lớn. Đó. Anh em có thể nhìn thì cái đầu này nó chắc chắn, nó ôm vào thì nó sẽ tín hiệu nó không bị mất. Độ truyền tải âm thanh nó tốt bởi vì cái dây, cái lõi bên trong nó xịn. Dây này nó còn bọc cả bọc vải bên ngoài. Của Radio Shack Mỹ. Dài 1m82 anh em nhé. Có rất nhiều, ở đây có rất nhiều. Anh em đặt hàng cửa hàng sẽ gói gửi tận nơi cho anh em. Khác nhau một trời một vực so với những cái dây rẻ tiền của Trung Quốc. Thường thì các bác sẽ phải mua những cái dây còn kém hơn cả này, tôi biết chứ. Dây tầm 15.000, dây màu đen đấy. Bởi vì các bác không biết mua những cái dây này ở đâu. Không biết mua dây này ở đâu. Bởi vì thực tế cửa hàng bây giờ mới nhập được dây này về bán cho anh em. Còn ngày xưa chưa có thì vẫn phải dùng những cái dây này. Thì cũng thấy nó là khá ổn. Nhưng mà để so sánh với dây này, độ truyền tải, độ ngon thì nó lại không bằng. Thế thôi. Thì có món hàng ngon thì cửa hàng lại đăng lên để anh em nào cần thì lại mua, đặt hàng, cửa hàng gói gửi cho anh em. Anh em cứ nhắn tin hoặc gọi điện hoặc bình luận dưới phần comment trên video, cửa hàng sẽ gói gửi tận nơi cho anh em qua dịch vụ Viettel. Nhưng lưu ý là anh em phải để thông tin rõ ràng nhé, chứ không phải là bảo bán cho tôi một dây mà chỉ nói mỗi thế thì bán cho ông nào, bán cho địa chỉ nào, bán cho số điện thoại nào. Cái gì nó cũng phải rõ ràng đúng không anh em, thì người ta mới gửi được mà. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại.